Thầy chào các em. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em tính tỷ số lượng giác của góc nhọn bàn máy tính Casio FX580VNX. Ví dụ, hãy tìm các tỷ số lượng giác sau. Thì máy tính của mình á, trước tiên phải cài ở chế độ là độ nha, là màn hình xuất hiện chữ D. Do chúng ta đang tính độ mà. Còn radian bấm nó sai á. Và ở đây thầy tính thử nè, là sin của 26 độ nè, rồi 30 phút thì nó bằng là rắc số rắc lẻ đúng không? Do đó thì trước khi làm thì chúng ta phải cài cái chế độ làm tròn số. Bằng cách thì thầy sẽ nhấn là shift menu, rồi nhấn như đây, nhấn số 3 là định dạng số á, rồi nhấn tiếp số 1 là chọn số gì đây, đúng không? Fix nè. Đó, chọn số, nhấn số 1. Rồi chúng ta muốn làm tròn tới số nào thì số tập phân thứ mấy thì chúng ta nhấn số mấy. Vậy ở đây thầy muốn làm tròn đến số tập phân thứ tư thì thầy nhấn số 4. Rồi xong rồi đó. Bây giờ chúng ta ấn bình thường thôi, là sin của 26 độ này. Rồi 30 phút nhấn lại cái dấu đó tiếp, cái độ nó nha. Dấu tiếp đó thì nó bằng là làm tròn được là 0,4462, chính xác chưa? Đó, tương tự này là cốt của 52 độ, cốt 52 độ 48 phút, cốt 52 độ này 48 phút, thấy không? Bấm lại này, cốt 52 dấu độ, thấy chưa? Dấu độ này, dấu độ đây. Đó, 48 phút, nhắn lại lần nữa. Thấy không? Đóng ngoặc lại ấn bàn thì được là 0,6046, ok chưa? Sắp xỉ á. Rồi tăng 48 độ 3 phút cũng tương tự nè. Tăng đây. Thấy dấu tăng chưa? Chỉ tăng chưa? Tăng. 48 độ, 48 này. Nhắn dấu độ vào. Rồi 32 phút đúng không? 32 phút nhắn tiếp lần nữa. Đóng ngoặc lại, ấn bàn. Thì được là 1,316. Rồi tương tự là cô tan của 39 độ 16 phút thì chúng ta nhắn là cô tan trong máy tính không có. Cô tan bằng 1 phần tan, chúng ta nhắn 1 chia cho tan của 39, ấn dấu độ này, thấy chưa? Rồi 16 phút ghi 16, ấn tiếp dấu lần thứ hai nữa, dấu ấn như này nè, đúng không? Tiếp lại cái dấu đó. Rồi đóng ngoặc lại nè. Ấn bàn. Thì nó bằng 1,2232. Ok chưa? Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những video lần sau. Chào tạm biệt các em.